Nói không phải khoe với con cho nó thiệt nha, ngày xưa mình là hoa khôi của một cái xứ này nha. Bởi vậy tao nói ông Bảy, tao nói ông chồng cây si cô mà dễ sợ. Ủa là khoan, ủa hoa khôi liên quan gì tới việc mà chú Bảy phải trồng cây si với cô? Trời đất ơi, ông thấy cái da mặt cô đẹp. À là si mê hả con? Đó, si mê quá, tao nói ngày nào ông đứng trước cổng trường, rồi cái cổng trường không được thì canh đi về nhà. Dạ. Đứng canh miết trồng cây si sáng sớm chiều tối luôn. Trời ơi, tao nói thiệt, tao cười quá trời đất luôn. Trời ơi, có chuyện gì mà con vui quá vậy? Hello em. Hello chị. Trời, em biết ngay là chị ở bên đây mà. Ủa sao vậy? Thì bây giờ em đi vòng vòng khắp cái xóm rồi, đây là địa điểm cuối cùng rồi, đâu có chị ở đây ở đâu nữa. Ủa kiếm chuyện chi? Cái này là... Nói nghe nè, cô đang kể chị nó nghe về cái chuyện tình cứ cười với ông Bảy đó. Trời ơi, sao bữa nay mà có giả hứng mà kể cái chuyện này vậy trời? Đây đây đây, con nhờ mua giùm mặt nạ dưỡng da. Ừ. Đó, mình dưỡng da để cho da mình đẹp, để cho da mình không nổi mụn đúng không? Ờ. Cô Hương cũng đang kể về vấn đề bị nổi mụn. Mà ngày xưa hình như cô Hương quá đẹp, cô Hương không bị nổi mụn, cho nên chú Bảy mê cô Hương. Và cô Hương đang kể về quá khứ huy hoàng của cô Hương. Xong. Trời ơi, thì ra là vậy. Thì bây giờ tụi con là phải đắp mấy cái mặt nạ này nè, mới để dưỡng da cho nó đẹp. Không biết hồi xưa cô Hương chăm sóc da xong rồi da cô Hương đẹp, cô Hương kể cho con nghe đi. Đúng rồi đó cô. Không, nếu mà hỏi tới mình thì mình hơi bị chảnh đó. Tại vì mình biết cách mình chăm sóc đó, cho nên da mặt mình bây giờ nó già nó đẹp. Ủa vậy hả? Mà chăm sóc nè, nhưng mà cái này có phần của tôi không nha? À, dạ có. Rồi để tí con về nhà con lấy cho cô Hương. Bữa con săn xe quá trời luôn, để con đem qua cho cô. Nói cho đúng, hồi nãy giờ hai cô cháu tranh cãi về cái vụ mụn. Ừ, đúng rồi. Dậy thì với mụn già đây nè. Đây đây. Sao? Em coi em đứng về phía chị hay là phía cô Hương? Cô Hương nói là chỉ có những cái người mà còn nhỏ mà kiểu cái tuổi dậy thì mới có mụn đúng không cô? Đúng. Nhưng mà với chị thấy là tuổi dậy thì nè, hay là tuổi trưởng thành, hay đôi khi người già cũng bị nổi mụn đúng không? À, nói chung á là cái mụn á, đặc biệt là mụn trứng cá. Ừ. Ở cái tuổi dậy thì á thì nó sẽ dễ phát triển hơn nè. Người trưởng thành và người lớn cũng bị luôn. Đó. Ừ. Vậy là con đúng thấy không cô? Vậy là sao cô không hiểu? Chắc nghĩa nghe đi. Đây, có nghĩa là bây giờ là người trưởng thành của mình á. Ừ. Là cô Hương nói là sẽ không có bị mụn đúng không? Đúng, đúng. Nhưng mà cô Hương, cái này là cô sai rồi đó. Là sao? Bây đó. Giờ cắt nghĩa luôn cho tôi biết chắc tôi sai cái chỗ nào. Đây, để con nói cô Hương nghe nha. Tại vì con á là con rất là rành về mấy cái mà chăm sóc da mặt nè. Con đặc biệt quan tâm luôn á. Đối với cái người trưởng thành của mình á, là cái mụn á là nó sẽ thường nổi ở, ví dụ như phụ nữ mình đi, là nó nổi ở trước và sau cái kỳ kinh của mình. Ừ. Và thường á là nó sẽ nổi ở cái vùng chữ U của mặt mình nè, đó là má nè. Đây. Đó, rồi hàm, rồi càm đó cô Hương. Đó. Ừ, chết rồi. Rồi bây giờ mình muốn bây giờ mà cho đẹp thì mình phải chăm sóc kỹ là được rồi. Không, nhưng mà đây nè, là ở bất kỳ cái độ tuổi nào á thì cái cơ thể của mình nè, rồi cái nội tiết tố trong người mình á, nó cũng dễ gây ra mụn. Cho nên á là mình không có được chủ quan mấy cái vấn đề mụn ở người trưởng thành đó cô. Em nhưng mà nếu mà mình bị mụn vậy mình có thể bôi cái gọi là thuốc sức mụn. Ví dụ như mà mình bị mụn ít á. Ừ. Thì mình có thể là mình điều trị ở nhà. Tự. nhưng mà phải hỏi bác sĩ cho kỹ. Ừ. Còn nếu mà bị nhiều á là chỉ có một cách duy nhất thôi. Đến bác sĩ da liễu. Đúng. Vậy bây đưa tao đi đi. Ủa? Trời. Ủa sao tự nhiên cô đi bác sĩ, cô đâu có bị mụn đâu. Đúng rồi. Cô đang rất tự tin là da cô từ trẻ đến già là vẫn đẹp mà sao cô đi bác sĩ làm chi? Không tự tin thì mình rất là tự tin, nhưng mà bây giờ nghe cái chuyện này rồi thì mình phải đi vô bác sĩ mình hỏi liền. Coi người ta chỉ dẫn cô mình phải như thế nào để mình có cái làn da mình được đẹp hơn không? Dạ đúng rồi đó cô. Như này sẵn hôm nay cô đi đó, cho con đi chung với con là vừa mới hết mụn nhưng mà đang có dấu hiệu là giống như bị mụn lại đó. Ừ. Mà cứ mỗi lần bị mụn lại nha là thâm là nó rất là lâu luôn, cho nên là con muốn đến để tìm hiểu đó. Con đi nữa. Ê, vậy ba đứa mình đi làm đẹp nhé. Dạ. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Không biết là có bao giờ quý vị nghe được những cái lời trêu từ những người xung quanh của mình rằng ô, ở tuổi này mà vẫn còn dậy thì à? Ừ, vậy thì hãy nhìn vào kính ngay, có khả năng là trên mặt của mình đang xuất hiện vài cái mụn. Bởi vì mụn trứng cá là một trong những cái nét rất đặc trưng của các bạn ở lứa tuổi dậy thì, nên chúng ta mới bị chọc ghẹo như thế. Nhưng mà thường thì chúng ta nghĩ là người lớn, người trưởng thành, làn da đã ổn định thì sẽ không bị mụn trứng cá nữa. Nhưng không phải quý vị nha. Và với người trưởng thành khi bị mụn trứng cá, điều trị ra sao đây? Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Trần Ngọc Khánh Nam, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. À. Xin chào Diễm Loan, xin chào các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, xin cho Loan được hỏi là cái nguyên nhân mà nổi mụn trứng cá ở tuổi dậy thì với lẽ người trưởng thành nó có khác nhau hay không bác sĩ?
Đúng là chúng ta quen với chuyện là trẻ dậy thì sẽ hay có mụn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một cái thể mụn mình gọi là mụn ở tuổi trưởng thành. Thì cái mụn này thường chúng ta gặp ở sau lứa tuổi sau 25 tuổi. Thì đa số cái nguyên nhân đó là liên quan đến nội tiết. Một cái nguyên nhân phụ khác nữa đó chính là cái từ trang điểm của chúng ta mỗi ngày, từ mỹ phẩm và cái thói quen từ cái cuộc sống cũng như là từ môi trường. Ví dụ như chúng ta mang khẩu trang quá nhiều và liên tục do cái thói quen về nghề nghiệp cũng như là chúng ta đi ngoài đường để chống nắng này kia chẳng hạn. Dạ, và một khi mà cái làn da mặt của chúng ta nó không có thông thoáng thì cái khả năng nổi mụn nó sẽ xuất hiện, và nhất là mụn trứng cá. Đúng rồi, tại vì cái môi trường nó bị bí quá. Như vậy là Loan cũng có khả năng bị, mà quý vị cũng có khả năng sẽ phải gặp những cái bạn mụn trứng cá này đó. Như vậy thì thưa bác sĩ, về cái hình thái của cái mụn á, thì ở người trưởng thành cái mụn trứng cá nó có khác ở tuổi dậy thì hay không ạ? Chắc chắn là nó sẽ có cái điểm khác biệt ha. Như chúng ta thấy đó là cái ở mụn trứng cá ở trẻ dậy thì chúng ta gặp ở khắp toàn bộ vùng mặt, hoặc có thể là vùng ngực lưng, đó là những cái vùng mà tuyến bã nó phát triển rất là nhiều và số lượng tuyến bã tại đó nó sẽ cao hơn các cái vùng da khác. Còn ở người trưởng thành thì thường thường chúng ta gặp ở mặt là chính, và nó tập trung ở 2/3 dưới của mặt, thường 1/3 trên của chúng ta lại rất là ít gặp. Cái sang thương chính trong cái mụn trứng cá của người lớn tuổi á, thì lại chủ yếu là các cái sẩn đỏ và sẩn mụn mủ nó nhiều hơn cái nhân mụn. Trong khi ở tuổi dậy thì mình gặp cả nhân mụn, tức mình hay gọi là mụn đầu đen với mụn đầu trắng đó, cái từ rất là thông dụng ha. Yeah. Hoặc là cả cái sẩn đỏ và cái mụn mủ luôn. Người lớn tuổi thì thường chúng ta chỉ gặp sẩn đỏ là chính thôi. Và sẩn đỏ và mụn mủ thì khi nó lành nó sẽ để lại cho chúng ta nhiều vết thâm hơn, cũng như là nguy cơ sẹo rỗ nó cao hơn. Thì khi mà chúng tôi thăm khám những cái bệnh nhân mà mụn trứng cá ở người lớn tuổi đó, thì chúng ta có một số các cái đặc điểm giúp chúng ta nhận biết được cái bệnh nhân đó. Thứ nhất đó là thường chu kỳ kinh nguyệt của người ta sẽ không có được đều lắm, hoặc có thể bệnh nhân có kèm theo hội chứng mụn trứng đa nang. Một số bệnh nhân chúng tôi chưa bao giờ nghe đến cái thuật ngữ đó, thì chúng tôi có thể cho làm một cái siêu âm bụng xem thử, để mà mình rà soát xem thử bệnh nhân có kèm theo hay không. Ngoài ra thì một số các cái đặc tính mà chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, ví dụ như là có ria mép này ha, hoặc là cái lông tay và lông chân nó hơi dài, đó là những cái đặc tính sinh dục phụ của nam giới. Do vậy là thường những cái bệnh nhân mà mụn trứng cá do nội tiết, hay còn gọi là trứng cá ở tuổi trưởng thành đó, thì thường hay có những cái đặc điểm giống như vậy. Và một đặc điểm nữa giúp chúng ta nhận biết được cái trứng cá do nội tiết đó chính là cái mụn nó tăng lên khi chúng ta đến gần cái chu kỳ kinh. Và cái việc này nó rất là rõ ở nữ giới luôn á, cứ gần chu kỳ kinh người ta lại có vài cái nốt mụn sưng lên. Thì đó là chính là một cái hình thái đặc trưng của trứng cá của người trưởng thành. Vâng thưa quý vị, như vậy thì bây giờ Lan hiểu được vấn đề rồi đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải có một cái lối sống, rồi chúng ta sẽ phải đối diện với môi trường như thế nào, đảm bảo an toàn sạch sẽ thì cái làn da của mình nó mới hạn chế được cái tình trạng nổi mụn này. Nhưng mà còn về ăn uống thì sao bác sĩ? Người ta hay nói là ăn đồ nóng là nổi mụn, có liên quan không ạ? Thực ra về nghiên cứu thì người ta nhận thấy là những cái thức ăn nó chứa nhiều đường ha, tức là bánh ngọt này hoặc là coca này, những cái thức ăn nào mà càng hấp thu nhanh, đường càng hấp thu nhanh, hoặc là các cái sữa mà tách béo nhiều thì thường sẽ có xu hướng là làm nặng thêm cái mụn. Tuy nhiên á, thì cái lời khuyên đó thường chúng tôi trong thực hành lâm sàng chúng tôi chỉ khuyên cho từng bệnh nhân một thôi, tức là chúng ta cá thể hóa từng bệnh nhân. Những bệnh nhân nào nhận thấy nó có sự tăng lên khi ăn những cái loại thức ăn đặc biệt nào đó và nó có sự lặp lại thì chúng tôi khuyên là nên giảm các cái lượng thức ăn đó xuống. Tuy nhiên những cái thức ăn đó thực sự là các bạn cũng nên giảm, bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và chúng ta nên duy trì cái chế độ ăn là phải cân bằng giữa các nhóm thức ăn, đặc biệt chúng ta chú trọng vào rau xanh và trái cây. Thì khi mà cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì làn da chúng ta cũng sẽ phản ánh một cái sức khỏe tốt, và chúng ta làn da chúng ta cũng sẽ là tươi sáng hơn, và cả khả năng hồi phục sau khi chúng ta mắc trứng cá nó cũng sẽ tốt hơn. Và Lai vẫn còn nhớ là khi mà bị mụn trứng cá cái lứa tuổi dậy thì á quý vị, cái quá trình điều trị nó diễn ra khá là dài và phải kiên trì. Nếu không là chúng ta bỏ cuộc kiểu chừng là mụn nó lại hoàn mụn thôi. Thì với người trưởng thành thì sao ạ? Tất cả các cái thể mụn của trứng cá nó đều đòi hỏi cái sự kiên trì hết trơn. Ví dụ nha, mụn trứng cá tuổi dậy thì sau khi bạn điều trị ổn xong thì các bạn vẫn phải thoa thuốc duy trì. Và giống như bản thân mình ha, mình thoa thuốc đến 24 năm rồi mình vẫn đang tiếp tục thoa. Từ lúc mình bị mụn từ hồi 12 tuổi và ba mình là người điều trị cho mình rồi mình vẫn dùng đến bây giờ. Thì các bạn cứ yên tâm là cái thuốc điều trị mụn mà dùng để duy trì thì nó sẽ giúp da chúng ta trẻ hóa hơn. Thứ hai đó là đối với trứng cá ở người trưởng thành cũng như vậy luôn. Thì cái quá trình điều trị chúng ta cũng phải theo từng bước, tức là chúng ta cũng phải đánh giá mức độ nặng và nhẹ của người bệnh để từ đó chúng ta định hướng cái chiến lược điều trị là chỉ là sử dụng thuốc hoa đơn thuần hay là phối hợp với thuốc uống. Thì đối với những cái người trưởng thành, đa số thuốc uống thì chúng tôi có thể phối hợp kháng sinh hoặc kháng sinh và một cái loại thuốc kháng androgen khác, nó sẽ làm giảm đáp ứng của tuyến bã đối với cái hormone sinh dục, do vậy nó sẽ làm giảm bớt cái bùng phát của mụn. Sau khi mình cho dùng thuốc xong, mình sẽ phải theo dõi bệnh nhân ít nhất là 1 đến 3 tháng để đánh giá lại là liệu thuốc này nó có phát huy tác dụng với bệnh nhân chúng ta hay không, chúng ta có thể có cần phải tăng liều lên hay không. Đó, và
lâu dài thì sau khi chúng ta đưa bệnh nhân về tình trạng ổn định rồi, chúng ta vẫn phải duy trì cái thuốc thoa cho bệnh nhân. Và một số loại thuốc uống đôi khi chúng tôi cũng sẽ phải cho bệnh nhân dùng kéo dài trong khoảng từ 6 tháng đến 2 năm để mà duy trì cái tình trạng ổn định của trứng cá. Và các bạn cứ yên tâm là tất cả những cái thuốc này nó được đều được cho phép sử dụng trong khoảng thời gian đó là đều là an toàn. Dạ, và có cách nào để ngăn ngừa hay không thưa bác sĩ? Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì xuất hiện những cái mụn như vậy cũng không có vui một tí xíu nào hết, là mình mất tự tin lắm ạ. Đúng ạ, thì trong tất cả các cái nhóm bệnh thì trứng cá là một trong những bệnh mà ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý cũng như là cái sự tự tin của người bệnh. Tuy nhiên trong cái phần của mụn của người trưởng thành, cái nội tiết nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng, mà đó là phần chúng ta không thể nào thay đổi được. Do vậy tốt nhất là chúng ta sẽ đi khám sớm khi chúng ta có những cái dấu hiệu của cái mụn trong tuổi trưởng thành, tức là sau giai đoạn 25 tuổi mà chúng ta vẫn đang còn những cái mụn, hoặc là chúng ta khởi phát mụn ở sau 25 tuổi. Cái thứ hai nữa đó là tất nhiên một cái lối sống lành mạnh và cái đảm bảo cái lỗ chân lông chúng ta thông thoáng thì chúng ta sẽ dự phòng được cái trứng cá. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh một vấn đề, đó chính là cái mỹ phẩm mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Thì hiện tại đây là chúng ta thấy là gì, chúng ta thường xuyên sử dụng kem chống nắng nè ha, rồi kem nền trang điểm nè. Thì khi mà chúng ta lựa chọn các cái loại sản phẩm đó, chúng ta phải để ý việc đầu tiên là chúng ta phải xem thử tiếp da của chúng ta là tiếp da gì. Và khi chúng ta lựa chọn các sản phẩm đó nó phải phù hợp với tiếp da mà chúng ta đang có, thì như vậy nó mới là an toàn và nó sẽ không tạo ra cái sự bít tắc của lỗ chân lông. Và cái sự bít tắc đó chính là cái bước đầu tiên cho cái quá trình hình thành các cái nhân mụn cũng như là quá trình viêm ở trên da. Dạ, còn về lối sống ạ? Thứ nhất mình vẫn thích là một cái chế độ ăn nó cân bằng. Mình không có quá là quá lý thuyết ha, chúng ta phải làm cái này làm kia. Tuy nhiên một cái bữa ăn thì các bạn nên phối hợp các cái màu sắc khác nhau cũng như là các cái phần thành phần về dinh dưỡng giữa đạm, rau xanh và chất glucid. Thì bên cạnh đó mình thích cái hoạt động thể thao, tại vì khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì làn da chúng ta sẽ tươi tắn hơn và nó cái khả năng hồi phục của cơ thể cũng như là mọi cái cơ quan trong cơ thể chứ không riêng gì làn da nó đều tăng cao. Vâng thưa quý vị, làn da mà nổi mụn thì cái việc trang điểm che giấu những cái mụn này cũng trở nên khó khăn hơn và nó cũng sẽ có thể làm viêm nhiễm nặng hơn chứ không giải quyết được vấn đề. Điều cần đó là đi gặp bác sĩ ạ. Và hy vọng là quý vị sẽ có thể có những cái kiến thức cần thiết cho cái việc chăm sóc làn da, tránh nổi mụn trứng cá ở lứa tuổi trưởng thành quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Diễm Loan, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau ạ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai. Xin chào.